yêu cần phải kiên trì tới cùng. Anh nhìn thấy em thì không muốn tiếp tục trốn tránh. Nụ cười của em quá xinh đẹp, đẹp đến mức khiến anh khó thở. Có phải em sẽ nói với anh, nói rằng em đồng ý? Sự xuất hiện của em trong cuộc sống của anh là một điều không thể chống cự lại, không thể nào thay thế được. Anh sẽ dùng hết sức, dốc hết toàn lực, chỉ vì sự xuất hiện của em đã khiến anh có thêm lòng can đảm. Lòng can đảm bằng lòng bỏ ra mọi thứ của mình bởi vì em. Anh chỉ muốn em, chỉ muốn em có được hạnh phúc. Bộ phim Người yêu lý tưởng, tập 22. Trời ơi, chị, chị nỡ lòng nào để hai tụi em ở nhà rồi đi một mình shopping vậy? Chị mà cứ tiêu tiền như vậy thì chúng ta lấy gì để ăn? Đúng đây? Đúng vậy. Hai đứa có muốn nhận quà của hai đứa hay không hả? Hả? Có quà hả? Thiệt sao? Đâu đồ em đâu? À? Có mua cho em không? Bội bội của em nè. Cảm ơn chị. Là đồ gì vậy? Sao lại không có phần của em chứ? Nè. Ôi, đúng là có phần của em ha. Của em là gì vậy? Đồ chống tia phóng xạ cho bà bầu. Ừ. Đẹp, đẹp, đẹp không? Đẹp. Chị à? Hả? Em thấy chị đi mua sắm cả ngày chắc mệt rồi, để em bóp da cho chị nha. Chị ơi, em nói nè, chị đang điên cuồng đi mua sắm hay sao vậy hả? Ừ. Đây là triệu chứng ban đầu khi bị thất tình đó nha. Ai thất tình hả? Hôm nay chị được phát lương cho nên thấy rất vui. Chị mua sắm thiện sao hả? Vậy em có cần quà của mình hay không? Trời ơi, cần. Nè chị, sao người chị nóng quá vậy? Ừ? Sao vậy? Đâu có nóng. Trời, chị bị sốt rồi. Không có, không có. Chị không có bị sốt mà, chỉ là hơi cảm thôi. Hai đứa làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Không được, thôi chị về phòng ngủ đi. Nè, đây cũng là của hai đứa, hai đứa từ từ chọn đi ha. Chị đi đây, chị về phòng ngủ trước đó. Hí. Anh cảm thấy chị hai đã nặng hơn rồi. Đây là thời kỳ thứ hai. Thứ hai? Mất hết hồn vía. Hả? Mặc kệ sức khỏe. Ờ. Đây đâu phải là sốt đâu, rõ ràng trong lòng có ngọn lửa. Trời ơi, anh đừng có mãi lo phân tích nữa, bên trong người ta bệnh kìa. Coi thử quần áo của anh đã. Anh vào trong coi thử đi, anh đừng có coi trời nữa. Ơi. Chị ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Ngủ rồi mà còn trả lời được hả? Là như vậy, hay là để em nói với anh Triển một tiếng, kêu ảnh đưa chị tới bệnh viện coi thử nha. Tại sao phải tìm Triển Vọng? Chị không bị bệnh, chị rất khỏe không sao hết. Hai đứa làm gì vậy? Biến, về ngủ đi. Ê, chị hai càng nói như vậy, em cảm thấy trong lòng chị càng không quên được anh Triển. Trời ơi, có chút nguy hiểm. Anh cảm thấy bây giờ chị hai đang rơi vào thời kỳ cuối của chứng thất tình rồi. Trời ơi, đừng có dòng do nữa là gì vậy? Kỳ cuối hả? Ờ. Một là suốt đời không cưới không gả, còn không, tìm đại một người để lấy cho xong chuyện. Chị mở cửa ra đi. Hay là chúng ta nói chuyện được, chị hay ngủ được không chị? Đây nè, ngồi dậy uống thuốc đi. Mình nhìn thấy bộ dạng của bạn chắc chắn là bị cảm rồi. Chuyện gì mà khiến bạn thê thảm như vậy chứ? Mình chỉ hơi nhức đầu thôi, không sao đâu. Còn nói không sao nữa. Bạn nhìn bạn đi, ba ngày ban mặt không đi làm, trốn trong nhà của mình, còn nói là không sao, ai mà tin chứ? Nè Hiểu Ni, chẳng lẽ là bạn đã cãi nhau với Triển Vọng nhà bạn sao? Không phải mấy ngày trước hai người đi hẹn hò sao? Sao rồi? Anh ấy có làm bạn bất ngờ không? Mình gửi tin nhắn cho bạn, bạn cũng mặc kệ mình luôn. Không có bất ngờ, chỉ có hết hồn thôi. Bạn sao vậy?
Nếu như mình nói với bạn, anh ấy thật sự là thợ sửa xe, hơn nữa việc có thể làm cho mình chính là giúp cho mình tân trang lại chiếc xe, bạn cảm thấy có bất ngờ không? Khoan đã, không phải lúc trước bạn nói với mình anh ấy phù hợp 12 điều trong tất cả 18 điều tiêu chuẩn của bạn hay sao? Hơn nữa còn nói anh ấy là số 1 trong danh sách của bạn mà. Lừa gạt. Tất cả là lừa gạt. Hiểu Ni, thật ra thì mình thấy có đạt 18 tiêu chuẩn của bạn hay là không không hề quan trọng. Quan trọng là anh ấy có tốt với bạn là được rồi. Mình cảm thấy không cần quan tâm tới mấy chuyện khác như vậy đâu. Mình biết rõ là bạn không đồng ý với quan điểm của mình, nhưng mình đã kiên trì nhiều năm lắm rồi, mình không thể bỏ cuộc được. Anh ấy không phù hợp với tiêu chuẩn thì mình bỏ anh ấy. Còn mình, giống như bị một cơn cảm nặng, uống thuốc xong thì qua một thời gian sẽ khỏi thôi. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hiểu Ni, hôm nay tâm trạng của mình vô cùng không tốt. Bạn ra ngoài đi dạo với mình ha. Đi dạo? Dạo lúc này bạn còn có tâm trạng đi dạo? Bạn đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mình thật sự có rất nhiều thứ muốn mua mà. Được rồi, được rồi, được rồi. Uống thuốc trước đi đã ha. Xin chào, xin hỏi cô có phải là cô Hiểu Ni không? Ừ. Tôi là người ở Cẩm Thực Tống, rất vui được phục vụ cho cô. Có người đã đặt bữa trưa dùm cho cô, cải xào thanh nhiệt, cơm gà hầm nhân sâm. Chúc cô dùng bữa vui vẻ. Cảm ơn. Chúc cô sớm ngày bình phục. Alo. Hiểu Ni, anh đang trước công ty em. Điền Lượng nói em đã bị bệnh, đang bị sốt còn phải làm việc nữa. Hay là anh đưa em tới bác sĩ khám nha. Khám bác sĩ hả? Hết bệnh rồi sao? Triển Vọng à, những thứ mà anh dành cho em không phải là những thứ mà em muốn. Chẳng lẽ mấy cái tiêu chuẩn đó quan trọng với em tới như vậy sao? Có lẽ đối với anh thì nó không quan trọng, nhưng mà đối với em mà nói vô cùng quan trọng. Em muốn một cuộc sống có chất lượng, chuyện này không hề sai. Anh làm được, nhưng em phải cho anh chút thời gian. Cho anh bao lâu đây? Một năm, hai năm, năm năm, hay là 10 năm đi? Triển Vọng à, em đã gần 28 tuổi rồi. Em muốn bản thân em sẽ kết hôn trước 28 tuổi. Em muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, những thứ này anh không thể cho em được. Chúng ta đừng làm khó cho nhau nữa, được không? Sau này đừng gặp nhau nữa. Thank you.
Alo, anh Tô. Hiểu Ni, sức khỏe cô sao rồi? Sao anh lại biết vậy? Hôm qua cô hủy cuộc hẹn sát giờ, tôi rất bất ngờ nên đã cố ý hỏi thăm, thì mới biết cô bị bệnh. Thật sự xin lỗi, hôm qua tôi... Đừng để ý, buổi trưa tôi đã nhờ người mang cơm tới cho cô. Sức khỏe cô không tốt, nhất định phải chú ý ăn uống. Nếu như có chuyện gì, có thể gọi điện cho tôi. Không phải, sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ? Chuyện này... Sao vậy? Tôi nói tức cười lắm hả? Vậy đi, chiều nay tan ca tôi tới đón cô, chúng ta cùng đi ăn cơm ha. Tạm biệt. Hiểu Ni, đây là thẻ hội viên câu lạc bộ Sống Khỏe Y Mỹ. Câu lạc bộ này là do bạn tôi thành lập, cô cứ tới đó đi, tôi đã lấy số cho cô rồi. Mỗi tháng bác sĩ sẽ tới đó khám một lần. Cô sao vậy? Bộ có gì không đúng sao? Có phải anh nghĩ tôi là một cô gái rất thích vật chất hay không? Dĩ nhiên không phải. Đây chỉ là cuộc sống bình thường của tôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ cuộc sống bình thường của tôi với bạn bè của tôi thôi mà. Chia sẻ hả? Phải. Tôi rất ngưỡng mộ cô. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì tôi cảm thấy ở cô có một ý chí tiến thủ khác mọi người. Cô còn rất thông minh, khiến tôi rất khó quên. Đâu có người đàn ông nào lại thích người phụ nữ có sự thông minh và tiến thủ chứ. Đây đúng là chuyện khiến nhiều người đàn ông khác đứng nhìn, nhưng mà tôi lại không giống họ. Vì vậy tôi muốn tiếp cận cô và chia sẻ cuộc sống với cô. Cô đừng hiểu lầm ý tôi, Hiểu Ni. Thật ra tôi không có thành kiến gì với người thích vật chất. Trái lại tôi cảm thấy những cô gái như vậy đa phần là do đàn ông tạo ra. Bởi vì họ là những người đáng thương đã bỏ ra tình cảm nhưng lại không có được hạnh phúc của mình. Vì vậy họ mới dùng vật chất để đo lường tình cảm. Cô hãy nhận đi. Một chút tâm ý của anh đã đủ khiến cho cuộc sống bình thường của tôi không cần phải lo gì nữa. Đây là vinh hạnh của tôi. Tôi rất ngưỡng mộ cô. Có thể nói đối với cô vừa gặp đã yêu. Vì vậy tôi rất hy vọng bắt đầu từ hôm nay tôi có thể chăm sóc toàn bộ cuộc sống cho cô. Anh Tô à. Cô không cần gấp gáp trả lời tôi. Cứ từ từ suy nghĩ nha. Tôi vẫn chưa nói với anh sao? Tôi đã có bạn trai rồi đó. Tôi xin nói thẳng, nếu như hai người thật sự hạnh phúc, nếu như anh ấy có thể cho cô cuộc sống đầy đủ thì hôm nay tôi cũng không hẹn được cô. Không phải sao? Được rồi, không nói nữa. Chúng ta đi ăn cơm trước đi. Mau chóng hồi phục sức khỏe, sẽ có quà đó.
triển vọng anh và em với. Em đã vì anh mà thay đổi rất nhiều, hơn nữa chuyện gì em cũng nghe theo anh. Em là người hiểu rõ anh nhất, em yêu anh hơn bất cứ ai. Tại sao lại không thể cho em một cơ hội chứ? Hả? Anh nói đi. Cô đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ cô rất giỏi, nhưng cô không phải cô ấy. Đây là đâu vậy? Dẫn cô tới một nơi có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của trường đua xe này. Cơ hội hiếm có. Đi thôi. Anh Tu.
mau tới đây xem đi. Được rồi. Kính viễn vọng của anh. Nè. Tuy là cũng không ra sao, nhưng mà với chiếc xe này mà nói vẫn có thể chạy. Chúng ta lên thử một vòng đi. Cô đã sửa xe đúng không? Cô đã hỏi ý của tôi chưa? Tại sao em phải được sự cho phép của anh? À, em quên giới thiệu với anh. Đây là huấn luyện viên mới của em đó. Đây là Triển Vọng. Xin chào. Xin cô đừng có trẻ con nữa. Đua xe không phải trò chơi. Em không có đùa giỡn. Người ta chuyên nghiệp hơn anh. Kể từ hôm nay, em chính thức đá anh ra khỏi đội đua của em. Sau này mọi chuyện sẽ cho anh ấy tới phụ trách, không cần anh phải bận tâm nữa. Vậy tôi nói chuyện của hiện tại, chiếc xe này không an toàn. Động lực của nó đã rất mạnh rồi, cô còn thấy động cơ. Nếu xảy ra chuyện gì, cô tự lo mà gánh đi. Không có anh em vẫn có thể giành hạng nhất. Chờ mà coi. Bắt tụi họ chặn xe lại. Cái gì? Mau lên. À. Hình như xảy ra chuyện rồi. Không cần lo lắng, không có chuyện gì lớn đâu. Xin lỗi nha anh Tuân, tôi phải đi trước đây. Hiểu Ni. Đó là anh Đại Dũng, cũng tại tôi không tốt, tại tôi hết. Tôi không nghe lời khuyên, bây giờ xảy ra chuyện rồi. Khoan nói mấy chuyện này. Triển Vọng đang ở trỏng hả? Ừ. Bác sĩ. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cũng may đầu cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Bây giờ còn đang xử lý, cần phải ở lại quan sát mấy ngày. Nếu như mà phần đầu không có gì trở ngại thì có thể xuất viện được rồi. Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào trong thăm không? Xin chờ một lát. Sau khi băng bó xong là có thể chuyển ra ngoài rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cậu ấy là tay đua có thể lái xe bình thường được nữa không? Được chứ, dĩ nhiên là được rồi. Điền Hiểu Ni, chị tới đây làm gì? Triển Vọng qua cơn nguy hiểm chưa vậy? Bác sĩ nói không sao, cô yên tâm đi. Chị còn mặt mũi tới đây sao? Người anh Triển Vọng không muốn thấy chính là chị. Anh ấy nhìn thấy chị sẽ càng đau khổ. Chị đi đi. Nè, Hiểu Ni, tôi đưa cô về. Điền Hiểu Ni, chị là thứ ham mê vật chất. Chị thật sự không xứng đáng ở bên cạnh anh Triển. Tôi dựa theo tiêu chuẩn của bản thân để yêu thì sai sao? Tôi theo đuổi hạnh phúc của bản thân tôi thì là đê tiện sao? Phải, người đàn ông nằm bên trong, chính vì không đạt được tiêu chuẩn của tôi nên tôi không thể yêu anh ta được. Nhưng mà tôi đang theo đuổi hạnh phúc của bản thân tôi. Tôi không hề sai. Đừng quay nữa. Mình đã xem hết rồi. Bản thiết kế lần này của bạn đều là dựa theo phong cách phục cổ. Cho nên mình đã suy nghĩ về phương diện trang điểm. Có thể phải dùng nhiều màu cà phê. Nếu là như vậy thì tổng thể sẽ có cảm giác giống như những ngôi sao nổi tiếng thập niên 60 ở bên Mỹ á. Bạn cảm thấy thế nào? Điền Hiểu Ni, nói cái gì bạn có nghe không vậy? Phải, bạn nói vô cùng hay. Là cảm giác giống như các ngôi sao thập niên 60 ở Mỹ. Thậm chí mình cảm thấy nên để cao hơn một chút. Ví dụ như ta có thể trang điểm theo phong cách outfit quảng cáo ở thời kỳ đó, đúng không? Bạn nhìn lại bạn đi. Mỗi lần mà ra mắt trang phục mới, mình đều phải theo đó bận trước bận sau, thậm chí còn lo lắng hơn bạn nữa. Trời đất ơi, mình thực sự cảm thấy mình đúng là một bạn tốt quốc dân đó, đáng để trân trọng cả đời luôn. Tuyệt lắm luôn.
không thể để cho bạn khổ được. Mình có quà cho bạn nè. Cái gì vậy? Mình chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà còn có quà thật hả? Ừ. Ôi trời đất ơi. Đây nè nè, đây là thẻ VIP của câu lạc bộ Y Mỹ đó. Mình nghe nói câu lạc bộ này chỉ tính hội phí một năm thôi cũng đã 100.000 rồi. Mỗi lần tới đó thì chi phí thấp nhất cũng phải là 2.000 tệ. Nếu mà còn cộng thêm đồ trang điểm, vậy thì không giới hạn luôn đó. Mắc như vậy sao? Phải rồi. Vậy mình hối hận rồi, mau trả lại cho mình đi ha. À, giờ đã. Một thứ quý giá như vậy, nói đi, ai đã tặng cho bạn? Tôi Hàng. Anh ta tặng cho bạn, sao bạn lại không cần? Tại mình không cần, không có lý do gì hết. Tại mình nhiều thẻ, mình chỉ đang nghĩ không dùng hết nên cho bạn thôi. À, mình cảm thấy có lẽ là tại vì cái này là do Tô Hàng tặng. Nhưng bây giờ trong lòng của bạn chỉ hướng về triển vọng thôi. Vì vậy khi nhận đồ của Tô Hàng phỏng tài luôn đó. Bạn muốn bịt không được cái miệng của bạn luôn á. Bạn không lấy thì trả lại cho mình là được rồi. Nhận quà của người ta còn không nói lời tốt đẹp, không sợ mình xử bạn hả? Được được được, để mình nói lời hay nha. Vậy thì bạn nói triển vọng cũng đã nằm viện mấy ngày rồi, bộ Điền Quý Phi không định di giá tới thăm anh ấy hay sao? Sao bạn biết là mình không đi chứ? Hôm đó mình có tới bệnh viện, rồi thì sao? Người ta có cả đống bạn ở bên cạnh rồi, làm cho mình giống y như người ngoài cuộc vậy, tự chuốc mất hứng. Bạn nhìn lại bạn đi, nhìn lại bạn đi. Điền Hiểu Ni, mình cũng không biết phải nói làm sao nữa. Nhiều lúc mình thấy bạn thật sự vô cùng máu lạnh luôn đó. Rốt cuộc thì bạn là bạn thân của ai vậy? Bạn đang nói giúp cho ai vậy? Bạn tưởng mình muốn như vậy hả? Tại vì Triển Vọng không phải là người mà mình muốn tìm. Mình và anh ấy là hữu duyên mà vô phận. Chi bằng chia tay sớm cho rồi. Cắt đứt càng sớm càng tốt. Vậy cái này Tô Hàng tặng cho bạn là cuộc sống của bạn muốn sao? Tóm lại Triển Vọng không thể cho mình. Bây giờ mình cũng có thể tưởng tượng cuộc sống sau này khi mình ở bên anh ấy. Bạn nói nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn thế nào đây? Dĩ nhiên là mình sẽ lựa chọn người mà mình yêu thương rồi. Hơn nữa, cuộc sống giống như bạn nói, vui chơi mua sắm hay làm mặt gì đó, với nỗ lực của bản thân bạn, bộ không thể không có sao? Nhất định phải dựa vào người khác hả? Mình không có nói là phải dựa vào người khác, cố dai à. Nhưng mà mình phải tìm được người nào đó cùng chí hướng với mình chứ. Cuộc sống của mình và anh ấy thật sự quá khác nhau. Người mà mình muốn tìm nhất định phải cùng chí hướng với mình mới được. Còn có thể cùng nhau thăng cấp nữa chứ. Thăng cấp? Nói đi, người mà bạn đang nói là Tô Hàng sao? Tóm lại không phải là Triển Vọng. Một chút. Anh Triển, anh Triển về rồi hả? Anh Triển đã về rồi. Anh Triển, anh Triển, anh có sao không? Anh Triển, anh Triển, anh Triển, anh Triển, anh Triển, anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Sư phụ, chúc mừng anh đã trở về rồi. Sao lại ăn mặc như vậy? Mấy ngày nay trốn tập đúng không? Thật ra hôm nay em tới để từ biệt anh. Vậy là sao? Ba em không đồng ý cho em đua xe. Từ ngày mai em phải tới công ty của ba làm việc rồi. Quyết định rồi sao? Lần này gây ra chuyện lớn như vậy còn liên lụy anh phải nằm bệnh viện, trong lòng của em thật sự thấy rất áy náy. Anh cũng không trách em, em đã cảm kích lắm rồi. Sao tôi lại trách cô chứ? Hả? Nè, tất cả các cậu đó, tôi chỉ là bị thương một chút thôi, có làm sao đâu hả? Có cần sợ vậy không? Tôi xảy ra chút chuyện thì cô đã không dám đụng tới xe, tự động rút lui rồi. Em chỉ là tạm thời thoái ẩn giang hồ,
tất cả những thứ anh đã chỉ dạy em nhất định em sẽ không bỏ đâu. Vậy mới là học trò tôi, bảo trọng nha. Anh cũng vậy. Cảm thấy vị trí eo phải nâng lên một chút, khoảng chừng 2-3 phân nữa. Được. Còn cái nơ này thì có vẻ rất đẹp, nhưng mà nên dịch về phía sau một chút ha. Vincent. Nè, sao em lại ở đây vậy? Mẹ em có ở đây không chị? Hôm nay mẹ của em đi công tác rồi mà. Em không biết hả? Em không biết. Cậu xem tiếp đi ha. Vậy chị gọi điện thoại cho mẹ em có được không? Ừ. Nè. Em ngồi xuống đây đi nha. Alo giám đốc. Bây giờ chị đang ở đâu vậy? Vincent đi tới công ty tìm chị nè. Máy bay của tôi bị trễ rồi. Bây giờ vẫn còn ở sân bay. Cô giúp tôi chăm sóc cho nó. Nói với nó tôi sẽ cố gắng tranh thủ về hôm nay để ăn tối với nó. Bây giờ tín hiệu của tôi không tốt. Cứ như vậy đi, được chứ? Máy bay của mẹ em bị trễ, bây giờ không về kịp. Hay là em ở phòng làm việc chơi một lát chờ mẹ ha, có được không? Dạ được, chị yên tâm đi. Em không phải là con nít, không gây phiền phức cho chị đâu. Nè, em muốn uống cái gì? Là Yakult hay là nước suối đây hả? Cho em ly cà phê đi. Cà phê? Con nít sao mà uống cà phê được chứ? Uống Yakult có được không? Dạ được rồi. Em coi, bình thường mẹ em làm việc bận tới như vậy vẫn có thể chăm sóc tốt cho em. Mẹ em thực sự rất giỏi đó. Dạ phải, nhưng mà lẽ ra hôm nay em dự định tới công viên để vẽ tranh, nhưng bây giờ xem ra có lẽ là không kịp rồi. Em thật sự muốn đi hả? Ừ. Hay là chị đưa em đi? Nhưng còn về mẹ em, mẹ sẽ không để ý đâu. Hay là chúng ta gửi tin nhắn nói với mẹ em đi. Alo, anh Tô, chào anh. Thật là ngại quá, hôm nay tôi không có rảnh. Bây giờ tôi đang ở cạnh con trai cưng của giám đốc Bạch đây. Là chú Tô Hàng. Chú ơi. Hai người quen nhau hả? Chúng tôi là bạn thân đó nha. Anh chờ một lát ha. Nè. Dạ alo, chú hả? Con ở phòng làm việc của mẹ. Ở đây không vui một chút nào hết. Lúc đầu á, con định tới công viên để vẽ tranh. Có thật không chú? Vậy thì tốt quá rồi. Chú ấy nói chú ấy sẽ tới đón chúng ta. Alo, anh Tô. Hiểu đi, hôm nay thời tiết rất đẹp. Lát nữa tôi sẽ dẫn hai người ra ngoài ô chơi, sẵn tiện vẽ tranh luôn. Nè Hiếu Ni, nếm thử tay nghề của tôi đi. Mới đó đã nướng xong rồi hả? Ừ. Lúc ở nước ngoài, tuần nào tôi cũng hẹn với bạn bè ra ngoài ô nướng thịt hết đó. Thật không ngờ anh còn biết làm mấy chuyện này nữa. Lát nữa tôi dạy cô cách nướng sườn dê, tuyệt chiêu của tôi đó. Được thôi, vậy tôi sẽ phụ bếp cho anh ha. Được. Vincent. Vincent. Em coi, có đồ ăn rồi nè. Wow, thơm quá. Có muốn ăn một miếng không? Nè. Thấy sao? Rất ngon. Tôi thật không ngờ anh lại rất nhẫn nại với con nít như vậy đó.
Thật ra tôi rất thích con nít. Dù con nít đó bao nhiêu tuổi, tôi đều coi chúng là bạn thân. Vì vậy chúng mới chịu thân với tôi, phải không Vincent? Nè. Được, cảm ơn anh. Vincent, lúc nãy em vẽ gì vậy? Có thể cho chị coi không? Đây. Nè, coi coi. Wow. Wow, đẹp lắm, đẹp lắm. Nếu như ở chỗ này có thêm ba người chúng ta, vậy là hoàn mỹ rồi. Nếu như đây không phải là bài tập của em thì chị thật sự rất muốn em tặng cho chị đó. Để cô giáo chấm điểm xong rồi thì em sẽ tặng nó cho chị. Có thiệt không? Thật mà. Tốt quá. Sao cô muốn có bức tranh này? Tôi chỉ cảm thấy thế giới trong ánh mắt của con nít rất thú vị, rất đơn thuần, sạch sẽ. Tuy là bây giờ mọi người đều rất thích dùng điện thoại để chụp hình, nhưng mà tôi vẫn thích thế giới được phát họa bằng bút chì như vậy. Nó rất sinh động, cũng rất chân thật nữa, còn vô cùng cảm động. Có đúng không? Hiểu đi. Thật ra nụ cười của em thật sự rất đẹp. Đâu vậy? Đây là nhà của anh. Chị Bạch vừa mới xuống máy bay, đang trên đường tới đây. Anh muốn để Vincent ở đây ngủ một đêm, đúng lúc xe cũng hết xăng rồi. Em cũng vào trong đi. Được. Chú Đạt, nhớ đem xe đi đổ xăng. Dạ được. Nhà của anh lớn như vậy, không lẽ anh sống có một mình thôi hả? Ba mẹ anh ở nước ngoài quanh năm, có lúc sẽ về đây ở vài ngày. Trên cơ bản trong nhà chỉ có anh và chú Đạt mà thôi. Thật ra cũng thấy rất lạnh lẽo. Chắc thằng bé nó đã mệt lắm rồi đó. Phải đó. Em chơi với nó suốt cả ngày, chắc cũng mệt lắm rồi. Tôi không sao. Mời này cậu chủ. Được rồi. Hình như anh rất biết cách chăm sóc cho con nít ha. Hiểu Ni. Thật ra hôm nay cùng hai người vẽ tranh, đi dạo, nướng thịt ngoài trời, tự nhiên anh lại có cảm giác như ở bên cạnh người thân. Thật đó. Em coi nhà của anh lớn như vậy, trong nhà cái gì cũng có hết. Thật ra nó cũng chỉ là một căn nhà, không thể gọi là gia đình được, vì nó còn thiếu một nữ chủ nhân. Em hiểu ý của anh không? Chú ấy muốn cầu hôn chị á. Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nhà đi. Hiểu đi, chờ đã. Có phải anh nói gì sai không? Hôm nay mình đã nướng thịt, đi dạo, vẽ tranh, xe thì hết xăng. Mời tôi vào nhà ngồi, mọi chuyện đều được sắp xếp hết hay sao? Không,
Em hiểu lầm rồi. Anh tưởng anh là chủ của tôi, chạy xe xịn ở nhà sang, biết nướng thịt, biết vẽ tranh. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, nếu như từ miệng anh nói ra căn nhà này còn thiếu một nữ chủ nhân, thì bất cứ cô gái nào cũng không thể từ chối, có đúng như vậy không? Hiểu đi ạ, em thật sự hiểu lầm ý của anh rồi. Tôi thừa nhận điều kiện của anh vô cùng tốt, sẽ khiến cho tất cả các cô gái cảm động. Nhưng mà trong mắt anh, Điền Hiểu Ni tôi là người như thế nào? Một cô gái ham vật chất hả? Nếu như anh cho rằng đây là điều kiện để hấp dẫn tôi, vậy anh đã lầm rồi.最美的爱情，最。